Hello Nhung, hôm nay em qua làm gì đấy? Hôm nay em qua để kiểm tra lại mấy cái vùng em tiêm rồi ấy, với cả là em dặn thêm một chút hàm. À, dặn thêm chút hàm. Thì anh nhớ không nhầm là em cũng qua với anh cũng nhiều ấy nhở? Thì anh Nhung còn nhớ anh qua anh được bao lần rồi không? Nếu mà em tính là mà qua kể cả những lần tiêm dặn thì chắc là em phải qua đến tầm 5-6 lần rồi đấy. 5-6 lần rồi đúng không? Là bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái đã bắt đầu coi anh sử dịch vụ đúng không? Dạ. Thì sau khi mình sử dịch vụ bên anh như vậy thì mình có cảm thấy có thay đổi gì về cuộc sống hay là về quay đổi gì về công việc hay là chuyện tình cảm một xíu không? Thì cái lúc mà em vừa mới tiêm xong ấy, thì em chưa thấy thay đổi gì. Okay. Nhưng có nghĩa là em chỉ thấy bản thân em cảm thấy là em xinh hơn thôi. Ok. Đấy thì nhưng mà khi mà em đi làm ấy thì đợt trước là em có làm mẫu like cho một shop thời trang. Ok. Thì trước đấy thì lúc chưa em chưa tiêm thì cái khuôn mặt của em nó bị chưa được hài hòa. Đấy. Thì lên like nhìn nó cứ kiểu bị xấu xấu mà nó già già ấy. Ok. Thì like nó cũng không được thu hút, kể cả nói hay nhưng mà cái khuôn mặt không xinh thì nó cũng không được thu hút lắm. Ok. Thì sau mà cái lúc em tiêm thì sáng em tiêm xong thì chiều em về em like luôn thì là khác hoàn toàn luôn. Em nhìn kiểu lúc mà lên like ấy nhìn khác lắm luôn ấy. Cái xong rồi khách người ta cũng thấy mình khác khác, xong người ta cũng bảo xem đông ấy. Ok. Cũng bảo là em hôm nay có gì đấy nhìn khác lắm, nhưng mà chị không biết là khác cái gì. Đó. Trẻ hơn, đẹp hơn. Đấy thì nói chung là sau này thì những cái ngày em like ấy thì em cảm giác là đông khách xem, với cả là người ta xem vào xem cũng lâu ấy. Ok. Đấy là bán hàng ok hơn trước. Đấy thì nó thay đổi trong công việc, với cả là khoảng 2 tháng sau thì em đi lấy chồng luôn. Thì có nghĩa là sau khi mình sử dụng dịch vụ bên anh xong thì công việc mình có chút thuận lợi hơn này. Dạ. Tại vì khi đấy mình có khuôn mặt nó hài hòa hơn, mình tự tin hơn, công việc nó thuận lợi hơn này. Thì sau khi có thay đổi như vậy, tích cực như vậy thì em có một số điều gì nhắn nhủ đến những bạn mà đang có nhu cầu chỉnh làm đẹp mà đang băn khoăn hay đang lấn cấn gì không? Thì bản thân em thì em suy nghĩ là phụ nữ ấy thì khi mà mình luôn luôn tự tin về cái ngoại hình của mình, và ngoại hình của mình thì có nghĩa là nó luôn được xinh đẹp và mình tự tin ấy, thì làm mọi chuyện, mọi những cái điều may mắn này hay là thuận lợi đều sẽ đến với mình. Ok. Đấy thì em cũng muốn nhắn nhủ tới tất cả các chị em mà vẫn đang còn lăn tăn trong cái vấn đề đi làm đẹp thì mọi người nên đi làm đẹp luôn, bởi vì là nếu như mà chúng ta tìm được một cái địa chỉ và một cái người làm đẹp cho chúng ta có tâm ấy thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Và chắc chắn sẽ nghĩ như em luôn, vì là ngày đầu tiên thì khi mà làm xong thì em bảo là em có bảo với chị Hoa là biết trước là làm xong đẹp thế này thì em đi làm từ cách đây mấy năm rồi. Ok, cảm ơn chia sẻ của em nhé. Hiện tại Orchard đang có chương trình Change Your Face Seller dành tới tất cả những khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại Orchard. Các khách hàng sẽ cùng nhau chia sẻ về những thay đổi, những thành công khi mà đã sử dụng dịch vụ tại Orchard sẽ như thế nào. Mọi người hãy cùng tham gia và nhận phần quà từ bên mình nhé. Bye.